Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà văn và là sứ ngôn viên người Canada gốc Việt. Ông quê ở Sơn Tây Nay thuộc Hà Nội, là con thứ ba trong gia đình gồm sáu người con. Ban đầu, ông được biết đến với tư cách nhà văn sở hữu nhiều cuốn sách được người Việt hải ngoại đón nhận. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào miền Nam, sống tại một xóm của người công giáo gần Củ Chi. Đến năm 1957 thì gia đình ông chuyển về sống ở khu ngã ba ông Tạ Nay thuộc quận Tân Bình. Năm 1978, ông được trả tự do và là người đầu tiên trong gia đình vượt biên. Tàu đến gần Malaysia thì bị cảnh sát sở tải bắn. Tài công hốt hoảng khiến tàu bị sóng lớn đánh lật. Ông cùng những người sống sót được chuyển đến trại tị nạn ở Kota Bharu. Nguyễn Ngọc Ngạn đã có hai đời vợ. Người đầu là bà Lê Thị Tuyết Lan kết hôn khoảng năm 1970 và đã chết trong chuyến vượt biển cùng đứa con đầu lòng sinh năm 1974 của hai người. Thứ bảy vừa qua, em MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải những dòng trạng thái và hình ảnh của em MC Nguyễn Ngọc Ngạn khi bị cao huyết áp khiến khán giả vô cùng lo lắng. Đến nay, tình trạng của bác Ngạn đã khá hơn và có thể quay lại công việc bình thường. Chia sẻ với mạng xã hội về tình trạng bệnh của người anh đồng nghiệp, MC Kỳ Duyên viết, Hôm thứ bảy khi mới vỡ động mạch ở mũi, vừa đi bác sĩ để cầm mờ. À, U về, gọi là tạm ổn anh đã gọi Kỳ Duyên đến phòng khách sạn để bàn viết kịch bản. Khi Kỳ Duyên đến nơi, anh ngạn nằm trên giường ngủ thiếp, hai mũi nhét đầy bông đặt nghẹt, anh thở khột khẹt bằng miệng từng hơi khó khăn. Chị ngạn nói khẽ để cho anh ngủ thêm tí nhé, anh bị mất nhiều máu mệt lắm. Quả thật kỳ duyên chưa bao giờ thấy tình trạng anh như vậy. Bên cạnh đó nữ MC cũng cho mọi người biết, bác Ngạn đã khỏe lại đồng thời thay MC Nguyễn Ngọc Ngạn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm. Lo lắng, động viên, chưa bao giờ có lượt la xe khủng và nhanh đến thế trên trang cá nhân của kỳ duyên. Điều đó nói lên rằng hàng triệu khán giả Việt Nam trên toàn cầu thương mến và quan tâm đến anh kỳ duyên mạn phép thay mặt cho anh ngạn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã quan tâm và gửi lời cầu chúc sức khỏe cho anh qua sự việc trên mc nguyễn cao kỳ duyên cũng khẳng định rằng anh ngạn là người làm việc có tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất mà kỳ duyên đã từng gặp mặc dù vẫn còn chưa được khỏe hẳn miệng thở không ra hơi hai mắt sưng úp đỏ ngầu thế nhưng bác vẫn dáng thều thào cùng bàn chuyện kịch bản cho chương trình với đồng nghiệp suốt 4 tiếng đồng hồ. Cô thấy xót xa, nhìn anh nằm đó ca đê lòng chấp nhận một sự thật phũ phàng anh đã già. Đó là những chia sẻ đầy cảm động của MC Kỳ Duyên đối với người anh của mình. Và qua đây, chúng ta ai cũng mong bác ngạn luôn thật khỏe mạnh để có thể cống hiến cho người xem những chương trình tuyệt vời cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại